Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Trước khi vào truyện thì Chan xin phép review lại tập 2 của bộ truyện Người có tiền ta có đao như sau. Là gia chủ bị sát hại và An Nương Tử trở thành nghi phạm trong vụ án phòng kín. Thoạt nhìn tất cả mọi người đều nghĩ rằng nàng là thủ phạm, chỉ duy có quản sự Mạnh Mãn là có suy nghĩ khác. Suy luận của An Nương là gia chủ bị sát hại chứ không phải là tự sát, bởi vì ông ta còn một mối bận tâm rất lớn là La Khấu. La Nhị Tam là người mà La gia chủ sai đi điều tra về hôn ước của An Nương cùng với Tô Cha Nam đã trở về, công khai sự đê tiện của gã, khiến cho tình huống đã có chút biến chuyển. Qua lời kể của Mạnh Mãn thì người cuối cùng La gia chủ gặp mặt là Tô Cha Nam. Mọi người tìm đến căn gác xếp mà hắn tạm trú thì phòng không người trống. Đồng thời cũng tìm thấy hung khí là sợi dây da và que cời lò. Thì ngay lập tức, nhà phổ đã phái bất lương nhân đi truy tìm tung tích của gã. Liệu Tô Cha Nam có thật sự là thủ phạm hay không? Hãy cùng Chan theo dõi tập 3 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Hãy để lại bình luận để chia sẻ cảm nghĩ của các bạn về các tình tiết trong truyện. Like, share video để giúp cho kênh tăng lượt tương tác và lượt đề xuất. Đăng ký kênh để nhận thông báo khi kênh ra truyện mới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7. Thân thể này hình như hơi khát máu. Chàng thiếu niên bước vào khu chợ đông, bạch mã yên bạc, lướt ngọn gió xuân, dẫm hết hoa, không biết đến nơi nào, cười đùa vào quán rượu Hồ Cơ. Nói đến quán rượu Hồ Cơ, thứ đầu tiên khiến nàng nhớ tới hiển nhiên là bài thơ Thiếu Niên Hành của thi tiên Lý Bạch. Chỉ 4 câu ngắn ngủi đã có thể lột tả hết vẻ đẹp và sự nhiệt tình của cả một thời đại khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ Lâm Tùy An lại không thể cười nổi. Quán rượu Hồ Cơ không lớn, ở giữa là một đài hình tròn cao nửa mét, xung quanh trải thảm ba tư với đủ các màu sắc diễm lệ. Tiểu khách tùy ý ngồi trên thảm, tư thế ngồi thì rất phóng khoáng. Trước mặt mỗi người đều có một chiếc án nhỏ, bày những dụng cụ uống rượu màu bạc có tạo hình kỳ lạ, vừa uống rượu vừa lớn giọng trò chuyện. Các nhạc công ngồi quanh đài cao ôm đàn tỳ bà, gậy không hầu, gõ trống ra, biểu diễn những bài nhạc rất có nhịp điệu. Vòng eo yểu điệu của giai nhân kèm theo tiếng nhạc đung đưa trong gió. Chiếc váy đỏ và những chiếc khăn lụa giống như cơn lốc xoáy, dấy lên một làn sóng hoan hô. Quả rất có phong tình của chốn dị vực. Nhưng Lâm Tùy An xoa xoa huyệt thái dương, mùi ở đây sao mà hôi quá vậy? Chiếc thảm nhìn từ xa thì thấy màu sắc rất tươi sáng, nhưng bước vào nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy đầy bụi bặm cặn bã nằm giữa những sợi thảm lông, đã thế còn tản ra một mùi lạ. Khách đến có người mang giày, có người cởi giày, mùi mồ hôi chân, mùi thảm và mùi thơm trên người giai nhân, tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một thứ mùi rất khó diễn tả thành lời. Là một phép ẩn dụ thì giống như mùi hôi trong tàu điện ngầm trộn với mùi tỏi của đồ ăn kết hợp với mùi nước hoa cao cấp. Thật sự là buồn nôn quá đi. Trong mùi vị này vẫn có thể viết ra câu thơ truyền tụng ngàn năm. Bà cái danh thi tiên văn hào quả nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Lâm Tùy An nghĩ nghĩ. Tuy rằng gọi là quán rượu Hồ Cơ, nhưng ông chủ lại là người đường, mặc trang phục nước hồ, đội mũ nỉ, phong cách ăn mặc nhất trí với những người trong quán rượu. Hắn vừa nhìn thấy Mục Trung và Chu Đạt Thường đến thì cười toét cả miệng đến chào hỏi. À, lục đội thường, Chu huyện úy, hôm nay vừa có rượu mới tới, rượu cũng không mạnh lắm, tặng cho hai vị một bình nhá, tính vào tiền của ta. Hắn lại nhìn qua Lâm Tùy An, vị tiểu nương tử này muốn uống chút gì không? Giọng điệu của ông chủ tự nhiên như người phục vụ ở thời hiện đại, kiểu bạn muốn gọi món gì vậy? Xem ra phụ nữ ở thế giới này hẳn là cũng thường xuyên đến quán rượu. Mục Trung đưa bức chân dung của Tô Thành Tiên ra hỏi, hôm nay có từng nhìn thấy người này không? Ông chủ nhìn chằm chằm bức chân dung, nụ cười dần dần thu lại, thâm giọng hỏi. Lùng đội trưởng tìm người này là... Mục Trung đáp, chớ có hỏi nhiều. À vâng 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 vâng. Ông chủ gật đầu khom lưng nói, thật không giấu gì ngài, người này đêm qua vừa hay có ở lại đây. Chu Đạt Thường hét lên, cái gì? Lâm Tùy An cũng kinh hãi. Nếu Tô Thành Tiên ở lại quán rượu Hồ Cơ đêm qua thì hắn sẽ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Chẳng phải có nghĩa là nàng lại trở thành nghi phạm lớn nhất hay sao?
Người này bây giờ vẫn còn ở đây chứ? Mộc Trung hỏi. À, vẫn đang ở đây. Ông chủ vội vàng dẫn đường. Người này đêm qua uống hơi nhiều rượu, ngủ ở trong phòng của Hồ Cơ. Đến bây giờ còn chưa tỉnh. Có lẽ vẫn còn ở hậu viện. Mời lục đội trưởng đi theo tôi. Xuyên qua đại sảnh quán rượu, rẽ qua cánh cửa thấp bé đi vào trong hậu viện. Xung quanh là những lầu ngõ siêu vẹo, được xây thành một vòng. Có tầng 2, có tầng 3, có tầng gác lửng. Vị trí các phòng nằm chênh lệch nhau đến mức không thể không phân biệt được. Cầu thang gỗ cao cao thấp thấp nằm bên trong, làm nàng có ảo giác như đang đi lạc vào một mê cung vậy. Lục đội ở đây, để ta đi mời người đó xuống. Ông chủ cầm áo choàng chạy một mạch lên cầu thang, rồi chui vào trong một gian phòng nhỏ, đóng sầm cửa lại. Đúng lúc này, sau lưng Lâm Tùy An đột nhiên khởi động hệ thống cảnh báo, có nguy hiểm. Gần như là cùng một lúc, sắc mặt Mục Trung cũng thay đổi. Hắn vội vàng quay đầu bỏ chạy. Không hay rồi, chạy! Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cánh quạt gỗ trên lò bị nổ tung, khói bụi bay ngập trời. 10 gã bịt mặt vung đao bay xuống, ánh đao sắc bén, giấu trong đám khói bụi giống như ma quỷ lướt tới. Lâm Tùy An theo phản xạ có điều kiện, rút thiền tịnh bên hông ra. Mũi chân lôi về phía sau nửa bước, cả người vạch khói bay ra. Đầu óc nàng còn chưa biết ứng phó như thế nào thì thân thể đã xác định phương hướng, tay cầm đao vung lên. Tiếng đao chạm nhau vang lên những tiếng kêu lành lành, là thiền tịnh đánh trúng binh khí khác. Kẻ địch đang cách nàng rất gần, hơn nữa không chỉ có một tên. Lâm Tùy An đột nhiên cúi người xuống, thiên tịnh xoay trong lòng bàn tay nàng một vòng. Chuôi đao quay ngược lại nhanh như cắt, quét sạch đám người kia. Đao xé khói bụi thành mấy khe hở. Trong khe hở có thể nhìn thấy mấy cái chân và ánh đao lướt qua, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết cùng với những tiếng đám vật nặng rơi xuống đất. Khói bụi tan dần, tầm mắt hơi khôi phục lại. Lúc này Lâm Tùy An mới thấy rõ 4 người bịt mặt đang nằm dưới đất. Mặt cá chân chảy máu và đang liên tục co giật. Trong đầu Lâm Tùy An đột nhiên thốt ra một câu: Đại tràm nhật sinh sơ. Nghĩa là gì? Lâm Tùy An chỉ hơi thất thần một lát thì lại có 2 gã bịt mặt chém tới. Bây giờ không còn khói bụi che chắn, Lâm Tùy An có thể thấy rất rõ ràng bọn họ đều là những thanh niên cường tráng, mặc quần áo nước hồ, màu đồng tử phía trên khăn che mặt lộ ra, không phải người nước hồ mà là người nước đường. 2 lưỡi đao một trái một phải mang theo mùi tanh đồng thời bổ về phía cổ của Lâm Tùy An, tạo thành một dây kéo thật lớn ở trên không trung. Dùng tốc độ cực nhanh lao xuống cái cổ nhỏ của nàng, thân thể Lâm Tùy An chợt ngửa ra sau, eo cong đến mức nàng cũng không thể tin được, tránh được một đòn nguy hiểm, một tay chống đất đẩy người lên, vừa vặn tránh được 2 chiêu của 2 tên bịt mặt. Thiên Tịnh thuận thế bổ về phía trước, cổ tay tên bịt mặt bắn máu ra, sau đó gã thét lên một tiếng chói tai rồi ngã lăn ra đất. Lâm Tùy An trở tay chém một cái, lưỡi đao màu xanh lá chém xoạt một tiếng trong không khí. Đao phục đoạn trường. Lại một câu nói khác đột nhiên chui vào đầu làm Lâm Tùy An giật cả mình, cổ tay nàng run lên, mũi đao nhấc lên một ly, nhưng thế đao thì vẫn không ngừng, bổ thẳng về phía bụng của một gã bịt mặt bên trái. Phụt, máu phun lên một nửa mặt của Lâm Tùy An, gã bịt mặt ngã xuống đất, bụng ôm bụng kêu la thảm thiết. Lâm Tùy An cứng đờ, nếu vừa rồi nàng không nhích mũi đao kia ra một ly, thì một đao kia đã chém gã này thành 2 nửa. Chỉ một ly thôi, thì nàng đã giết người rồi. Máu chảy từ trán chạy xuống lông mi, nhuộm nửa gương mặt màu đỏ máu, nửa mặt kia thì trắng bệch. Lâm Tùy An tim đập thình thịch như sấm sét, bàn tay cầm đao run rẩy không thôi. Bên tai truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết của chú Đạt Thường. À, một cậu cứu ta, Lâm nương tử cứu ta. Chú Đạt Thường đang bị 2 gã bịt mặt đuổi theo chém, liên tục lăn lộn chạy bò bên này bên kia để trốn. 2 gã vất lương vốn đi theo bên cạnh hắn cũng đang vật lộn với đám bịt mặt. Tình hình Mục Trung bên kia cũng không khá hơn là bao. Một đấu năm, từng bước đều là chí mạng, mạng sống chỉ còn lại trong sớm chiều. Nàng phải cứu người. Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao, mũi chân nhón lên một cái, đã chạy ra ngoài. Vừa rồi suýt nữa thì giết người nên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong đầu nàng giống như có hơn 100 thanh đao đang kêu ong ong không ngừng, khiến cho lục phủ ngũ tạng nàng cũng run rẩy theo. Nhưng khi âm thanh vang lên bên tai nàng thì lại biến mất, cảnh tượng trong mắt trở nên thong thả đến khác thường, thậm chí còn nhiễm một lớp màu trắng kỳ lạ. Thiền tịnh giống như bay múa chặt đứt thanh đao trước mắt, máu tươi phun ra giống như một đóa hoa sen màu đen nở rộ. Nàng nhảy lên, màu xanh lá của thiền tịnh giống như một phiến lá mỏng
quét qua mặt hồ lung linh, bọt sóng cũng đua nhau nở rộ. Chu Đạt Thừa ngồi bệt trên vũng máu, cả người run rẩy, sắc mặt hai gã bất lương trắng bệch, mục trùng trợn mắt vì hoảng sợ. Bọn họ quả thực không thể tin vào mắt mình. Chỉ trong thời gian một cái búng tay, nữ nhân trước mắt, thân khoác máu tanh, ánh sáng chuyển động theo đường đao, đào đến máu vắn. Mấy gã bịt mặt ầm ầm ngã xuống, mưa máu trút xuống đầy đất, ánh mắt u ám hệt như con ma quỷ nhập vậy. Đột nhiên động tử của người nữ tử kia giật giật, ánh mắt u ám như ma quỷ nhập kia chợt biến mất. Mọi người nuốt nước bọt, lúc này mới giật mình phát hiện mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, lại không biết mình đã trở thành ma quỷ trong mắt bọn họ. Đừng nói bọn họ, ngay đến bản thân Lâm Tùy An cũng sợ đến choáng váng. Vừa rồi nàng giống như bị mất đi ý thức, lại giống như không mất đi ý thức. Trong ký ức nàng vẫn biết mình đã làm gì, chỉ là cơ thể, tứ chi, cơ bắp giống như bị một thứ gì đó chiếm lĩnh. Cho đến khi đánh bại hết tất cả các đối thủ, nàng mới đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mùi máu tươi khiến người ta buồn bực tràn vào khoang mũi. Màu sắc trước mắt từ màu trắng biến thành đỏ tươi. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn người bịt mặt nằm la liệt trên mặt đất. Ngũ giác dần dần trở về với cơ thể. Tiếng kêu rên của đám kia truyền vào tai. Bọn họ vẫn còn phát ra âm thanh. Tất cả đều còn sống. Lâm Tùy An run rẩy thu thiền tịnh lại. Nhìn chăm chăm vào tay mình. Máu theo nếp nhăn trong lòng bàn tay nhỏ giọt xuống mặt đất. Cảm giác run rẩy vì chém người vừa nãy vẫn còn lưu lại trong người. Lâm Tùy An thậm chí còn không thể phân biệt được nàng run rẩy là bởi vì hưng phấn hay vì sợ hãi. Cơ thể này của nàng có vẻ như hơi khát máu. Thời gian một khắc sau, Lâm Tùy An gặp được người trong thương đội Mục Thị. Tất cả bọn họ đều là thanh niên tinh nhuệ khoảng tầm 17-18 tuổi, mặc áo nước hương, khoác áo dài cùng loại với Mục Trung, làm việc với hiệu suất cực kỳ cao, khống chế quán rượu Hồ Cơ, khiến cho cái vị Chu huyện úy ngay cả tư cách xen vào cũng không có, thể hiện đầy đủ quyền khống chế cực cao của thương đội Mục Thị đối với khu chợ đông. Không lâu sau, bọn họ phát hiện không ít đồ lậu ở trong hậu viện của quán rượu Hồ Cơ. Về phần vật buôn lậu cụ thể là cái gì, Lâm Tùy An không có tư cách biết, chỉ có thể đoán ra được vài điều qua mấy cuộc đối thoại lẻ tẻ của Mục Trung với thủ hạ của hắn mà thôi. Quán rượu Hồ Cơ này là cứ điểm ẩn náu của thương đội buôn lậu. Chúng đều là những kẻ liều mạng, đột nhiên thấy Mục Trung đến thăm viếng. Còn tưởng rằng là cứ điểm bại lộ cho nên mới nổ sát tâm. Không thể không nói, ông chủ quán rượu này vẫn có chút bản lĩnh. Tòa lầu gỗ kỳ quái này được thiết kế như một mê cung nhỏ. Phái ra vài đội người cũng không thể dò ra được lối ra chân chính. Còn vị ông chủ kia thì đã chạy mất dạng từ lúc nào không hay. Tệ hơn nữa, Hồ Cơ trong quán rượu nói chưa bao giờ gặp Tô Thành Tiên. Cho nên ông chủ kia chẳng qua là nói dối để lừa Mục Trung vào bẫy mà thôi. May mà Lâm Nương Tử ra tay cứu giúp, nếu không lần này Mục Mỗ chỉ e là lành ít dữ nhiều rồi. Mục Trung trịnh trọng nói cảm ơn Lâm Tùy An, lại quay về phía Chu Đạt Thường ôm quyền nói: "Chu huyện úy, lần này là thương đội Mục Thị liên lụy đến các ngươi. Ai, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, có sóng to gió lớn gì mà Chu Mỗ ta chưa từng trải qua đâu chứ." Chu Đạt Thường đáp lời Mục Trung, thế nhưng hai chân vẫn còn run rẩy. Lý Ni Lý đứng phía sau nhìn hắn không nỡ nhìn thẳng. Mục Trung ho khan một tiếng, lại nhìn qua Lâm Tùy An. Đạo pháp của Lâm Nương Tử sắc bén phi thường, ta chưa từng gặp trên giang hồ, không biết là sư thừa ở nơi nào. Ấy, có quỷ mới biết cái đạo pháp quỷ quái này học được ở đâu ra. Nàng vốn cảm thấy vô duyên vô cớ được một thân võ công là gặp may mắn lớn, nhưng bây giờ nàng thấy đạo pháp này có hơi tà đạo, chẳng lẽ là tà công như Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Mục Trung thấy Lâm Tùy An không trả lời, vội vàng sửa lời nói: "Lâm nương tử chớ hiểu lầm, cũng không phải Mục Mỗ mơ ước tuyệt học của quý phái, chỉ là ta làm ăn nhiều năm, chưa bao giờ thấy đao pháp như của Lâm nương tử cho nên tò mò mà thôi. Mục Trung ta nợ ngươi một mạng, sau này chuyện của Lâm nương tử chính là chuyện của Mục Trung ta." "Chưa bao giờ thấy đao pháp giống vậy ư?" Lâm Tùy An thầm nghĩ, chẳng lẽ cả nhà nguyên chủ là cao nhân không xuất thế sao? Ý cha hỏng bét. Hình như là cái gia đình trả đường hoang gì. Đúng đúng đúng, Lâm nương tử cứ yên tâm, người cứu ta một mạng, Chu Mỗ ta nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự, trả lại trong sạch cho ngươi. Chu Đạt Thường nói hùa theo: "Nếu Tô Thành Tiên không ở khu chợ đông, vậy thì nhất định là đang núp ở đâu đó trong thành thôi. Chỉ cần chúng ta lục soát từng nhà một thì nhất định sẽ tìm được manh mối." Lâm Tùy An lại không nghĩ như vậy. Ông chủ quán rượu vừa rồi có thể biến mất vô tung, điều đó chứng tỏ huyện Nam Phổ này tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Khó đảm bảo Tô Thành Tiên không có tà môn ngoại đạo gì. "Lục đội trưởng, chúng ta tìm thấy một đường hầm bí mật."
Một tên thuộc hạ chạy tới nói, lối đi thẳng vào kênh ngầm dưới lòng đất, đã phái người có thể bơi lội giỏi đi xem thử rồi. Tốt lắm, Mục Trung mừng rỡ, kêu các huynh đệ cẩn thận. Sau đó quay lại nói với Chu Đạt Thường, Chu huyện úy, người có bản đồ thường nước ở huyện Nam Phổ hay không? Chu Đạt Thường ngây người nhìn Mục Trung một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lớn, cống thoát nước, kênh ngầm thoát nước chảy thẳng ra sông Xuân. Vậy thì chẳng phải là con đường chạy trốn tốt nhất hay sao? Lâm Tùy An hỏi, lối ra ở đâu? Trong thành có 7 kênh mương xả nước thải ra 6 lối, hai con kênh ngầm lớn nhất ở phố Lý Nhân và đường lộ là hướng đông, 3 tuyến còn lại là hướng nam bắc, đều có giao lộ. Chu Đạt Thường ôm đầu đi vòng vòng xung quanh. Ây, bây giờ là mùa thu, mực nước sông Xuân thấp, cho nên dòng chảy hẳn là từ bắc vào nam, từ tây sang đông. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mục Trung không kiên nhẫn đứng dậy, ta đi xem thử. Bắt được rồi, ta bắt được rồi. Hậu viện truyền đến tiếng ồn ào, bắt được ông chủ quán rượu rồi. 4-5 tên thuộc hạ vác một người ướt như chuột lột vào, đầu đội mũ nỉ, thân mặc trang phục nước hồ. Quả nhiên là ông chủ quán rượu vừa mới chạy trốn, lúc này mặt đã xanh như tàu lá, đã đứt hơi rồi. Còn một người nữa, mau kéo ra đây. Trong tiếng hỗn loạn, thi thể thứ hai được nâng lên. Thi thể này thảm hơn ông chủ quán rượu nhiều. Bên trái bị ngâm đến da mặt trắng bệch, giống như da lợn bị cắt ra rồi cuộn lại. Dưới da còn bốc mùi hôi thối. Nửa khuôn mặt bên phải vẫn còn giữ được ngũ quan hoàn chỉnh. Chu Đạt Thường hét lên một tiếng rồi bắt đầu nôn ọe. Mục Trung bịt mũi lại. Đồng tử Lâm Tùy An co rút lại. Thi thể kia là Tô Thành Tiên. Chương 8. Tình huống tệ nhất. Tất cả những chuyện trinh thám mà Lâm Tùy An từng đọc hầu như đều có chung một cốt truyện. Trong khi tất cả các manh mối đều nhắm vào một nghi phạm nào đó, thì nghi phạm này sẽ đột ngột chết đi. Và bởi vì nghi phạm đó bị xác định là hung thủ thật sự, cho nên vụ án cũng thành công kết thúc. Nhưng những điều này chỉ là giả tưởng. Nghi phạm đã bị diệt khẩu, còn hung thủ thật sự thì đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Đó là tình huống tệ nhất trong những câu chuyện trinh thám. Miệng khép, mắt hơi mở, tay mở, bụng hơi trướng lên, búi tóc căng ra, chỗ khóe tay, chân có bùn, miệng mũi có nước bọt và vết máu, da mặt bên trái bị cháy xước, da thịt lật lên không có máu, thấm nước thối. Đinh Ngộ Tác kiểm tra thi thể Tô Thành Tiên một cách trật tự tỉ mỉ từ đầu đến chân, hơn nữa còn kiểm tra đặc biệt hai tay. Nguyên nhân cái chết là gì thế? Chu Đạt Thường hỏi. Đinh Ngộ Tác thu tay lại, đốt một lá bùa rồi nói, đuối nước. Mục Trung hỏi, đuối trước hay sau khi chết? Đinh Ngộ Tác đáp, trước khi chết. Lâm Tùy An hỏi, tự té xuống nước hay bị người ta đánh ngất rồi ném xuống? Đinh Ngộ Tác nói, não không bị thương, thân thể không bị thương, là trượt chân rơi xuống nước. Trên mặt hắn không phải là có vết thương sao? Da mặt đều bị người ta lật lên thế kia cơ mà. Chu Đạt Thường chỉ vào thi thể hỏi. Đinh Ngộ Tác nói, đây là vết thương sau khi chết. Mục Trung ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo Tô Thành Tiên một lần nữa. Tô Thành Tiên bị kéo ra khỏi cống nước, quần áo rách nát, giày dép cũng không thấy đâu, trầm cài gãy một nửa. Một nửa đoạn kia vừa hay là cùng vị trí với nửa mặt bên bị rách. Có lẽ là sau khi chết, bị ống cống trà rách ra mặt. Mục Trung đưa tay lên diễn tả, nước chảy nhanh cho nên vết thương mới đáng sợ như thế này. Chu Đạt Thường lại quẹ lên một tiếng bắt đầu nôn mửa. Lâm Tùy An thầm thở dài, người này khi còn sống tự hào nhất là cái thân phận sĩ tộc của mình, quan trọng nhất mặt mũi, thế nên đến khi chết đi, đến ra mặt cũng không còn, thật là đáng cười. Lâm Tùy An hỏi, thời gian chết là khi nào? Đinh Ngộ Tác nói, khoảng tầm từ giữa giờ Thìn đến đầu giờ Tỵ. Cũng có nghĩa là lúc hắn chạy ra khỏi cổng phường hoảng hốt trượt chân rơi xuống cống thoát nước, sau đó thì chết đuối. Mục Trung lắc đầu, lưới trời lồng lộng. Báo ứng hiện liền. Người này thuận tay trái. Đinh Ngộ Tác đột nhiên nói thêm một câu. Thuận tay trái thì làm sao? Chu Đạt Thường bịt mũi hỏi. Thi thể của La Thạch Xuyên đã bị giành về rồi. Chu Đạt Thường hỏi. Gì hả? Bị giành đi khi nào? Sao bây giờ người mới nói? Đây là báo cáo khám nghiệm thi thể của La Thạch Xuyên. Đinh Ngộ Tác lạnh mặt đưa một tờ giấy ra. Thì ra là đã kiểm tra xong cả rồi. Làm ta giật cả mình. Chu Đạt Thường nhận lấy báo cáo kiểm tra thi thể, gọi Mục Trung và Lâm Tùy An đến cùng xem. Đây là lần đầu tiên Lâm Tùy An nhìn thấy báo cáo khám nghiệm tử thi của thế giới này, thật sự còn chi tiết hơn nàng nghĩ. Bên trái chia làm 4 cột,
Câu thứ nhất là số thứ tự sắp xếp theo thiên tử văn, thiên địa, huyền hoàng, vũ trụ, hồng hoang. Câu thứ hai là người phụ trách, huyện châu. Cột thứ ba ghi lại tình huống cơ bản như tên, giới tính của người bị khám nghiệm. Cột thứ tư ghi rõ thời gian khám nghiệm tử thi, mộ tác tên là Đinh Khuê. Phía sau ghi chép chi tiết kết quả khám nghiệm tử thi, lời nói rất tối nghĩa, có chút khiêu chiến trình độ đọc hiểu văn bản của Lâm Thủy An. May mà Chu Đạt Thường cũng không kiên nhẫn đọc hết toàn bộ, trực tiếp đặt câu hỏi. Kết quả kiểm tra như thế nào? Đinh Ngộ Tác nói, vị trí trái tim của La Thạch Xuyên khác với người bình thường, nó nằm ở bên phải. Ế? Nếu là người bình thường, thì khi đao đâm xuyên ngực sẽ đâm thủng tim, tử vong ngay tại chỗ. Nhưng La Thạch Xuyên tim nằm bên phải, một đao đâm vào vẫn chưa mất mạng. Mục Trung hỏi, vậy là gia chủ đã chết như thế nào? Mặt máu quá nhiều mà chết. Ế? Đinh Ngộ Tác, vì sao ngươi lại nhấn mạnh Tô Thành Tiên thuận tay trái? Lâm Tùy An hỏi. Đinh Ngộ Tác sắc mặt vô cảm nói, ta đã cẩn thận xem xét miệng vết thương của La Thạch Xuyên, là người quen dùng tay trái cầm hung khí đâm vào. Chu Đạt Thường cúi đầu vỗ đùi một phát, đúng là Tô Thành Tiên không sai mà. Mục Trung cũng gật đầu, nhà họ La bao gồm cả tôi tớ đều quen dùng tay phải. Chu Đạt Thường nói, tuy nói Tô Thành Tiên là hung thủ giết người, nhưng dù sao cũng là tộc nhân Tô Thị, sao lại chết thảm như vậy chứ? Chuyện hậu sự phải lo thế nào đây? Vẫn mong Mục Công chỉ giáo. Mục Trung khoanh tay, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Việc này có liên quan đến mặt mũi của Tô Thị, nếu xử lý không đúng thì có thể sẽ gây ra tai họa. Khi nào huyện lệnh mới được bổ nhiệm tới? E là còn có một tháng nữa cơ. Trước tiên hãy khoan nói thân phận của Tô Thành Tiên ra ngoài, đợi huyện lệnh mới đến rồi đưa ra quyết định sau. Đúng vậy, đúng vậy. Ta lập tức đi thương lượng với trường huyện úy. Lúc này, Lâm Tùy An không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ. Tô Thành Tiên là hung thủ có nghĩa là nàng đã thoát khỏi thân phận nghi phạm. Điều này có lợi với nàng. Nhưng trong đầu Lâm Tùy An lại cứ có một câu hỏi không ngừng hiện lên. Tô Thành Tiên thật sự là hung thủ sao? Quả thật có phát hiện dây da và hung khí làm nên phòng kín trong phòng hắn. Hơn nữa, thời gian tử vong của hắn cũng trùng khớp với thời gian hắn chạy ra khỏi cửa phường. Tô Thành Tiên thuận tay trái, hung thủ cũng thuận tay trái. Điểm quan trọng nhất là hắn có động cơ giết chết La Thạch Xuyên. Đêm qua La Thạch Xuyên nghe lời khai của La Nhị Tam xong thì lập tức mời Tô Thành Tiên đến nói chuyện. Tám phần là vì muốn nói rõ ràng với Tô Thành Tiên, muốn chặt đứt hôn ước của hắn và La Khấu. Tô Thành Tiên thấy có thể cưới được La Khấu, sao lại được cho biết đó chỉ là vọng tưởng, thì mới thẹn quá hóa giận giết La Thạch Xuyên. Lại vừa đúng lúc thấy nàng vào phòng thì dứt khoát ném tội danh giết người lên đầu nàng, tạo ra hiện trường phòng kín. Ai ngờ nàng lại có thể giải mã được bí mật phòng kín. Tô Thành Tiên bối rối chạy trốn, vô tình rơi vào cống nước thải. Có vật chứng, có động cơ, cho nên hẳn là hắn. Hơn nữa tên nhóc này vốn là một gã trà nam, có chết cũng không oan. Thế nhưng trong lòng Lâm Tùy An cảm thấy không thoải mái, giống như có sâu gióm bò khắp người, khiến da thịt nàng vừa ngứa vừa đau. Lỡ như tất cả những điều này đều là do hung thủ sắp xếp, tình huống tệ nhất. Đinh Ngộ Tác, có thể cho ta xem mắt của hắn được không? Lâm Tùy An hỏi. Ngộ Tác gầy sọp kia ngây người ra một lát, mặn nghi ngờ liếc nhìn Lâm Tùy An một cái, cuối cùng cũng vạch mí mắt Tô Thành Tiên ra theo lời nàng. Móng tay Lâm Tùy An cắm mạnh vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt Tô Thành Tiên. Đầu nàng ong một tiếng, hình ảnh chuyển kênh kỳ quái lại xuất hiện. Ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài hỗn loạn, tóc mài đầy mồ hôi. Hai tay đàn 10 ngón tay vào nhau, hô hấp dồn dập, mang theo âm thanh tình dục run rẩy. Ôi chao, ôi chao! Lâm Tùy An giật mình, hình ảnh biến mất, trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói vừa nghe được. Người nằm dưới thân thể Tô Thành Tiên, thế mà lại là một nam nhân. Bây giờ, Lâm Tùy An cơ bản đã có thể xác định năng lực đặc biệt của mình rồi. Chỉ cần nhìn vào mắt thi thể là có thể nhìn thấy một thoáng ký ức của người chết khi còn sống. Nhưng quy tắc về đoạn ký ức kia thì lại càng lúc càng hồ đồ. Ký ức của nguyên chủ là cuốn nhật lục kia, ước chừng là bởi vì nguyên chủ hận Tô Thành Tiên. Ký ức của La Thạch Xuyên là án trà và hai phong thư. Mặc dù còn chưa tìm được hiện vật, nhưng trực giác cho nàng biết đó là thứ rất quan trọng đối với La Thạch Xuyên. Cho nên theo như phỏng đoán lúc trước của Lâm Tùy An, ký ức mà nàng nhìn thấy hẳn là chấp niệm sâu sắc nhất khi còn sống của nạn nhân. Nhưng đoạn ký ức này của Tô Thành Tiên là cái quái gì vậy? Nam 18 cộng, chấp niệm của hắn thế mà lại là ông nội nó chứ.
Bây giờ chỉ cần nghĩ tới thân thể này suýt nữa thì kết hôn với Tô Thành Tiên. Lâm Tùy An chỉ hận không thể đá hai cước vào thi thể Tô Thành Tiên để xả giận. Mẹ nó chứ, lại là cái tên đồng tính đi lừa hôn. Lâm Tùy An nghiến răng nghiến lợi, thật sự là một tên cặn bã đến cùng cực, không biết điểm dừng, chết hay lắm, chết tốt lắm, chết là đúng. Mục Trung khó khăn, cẩn trọng lời nói. Lâm Tùy An hít sâu một hơi để đè nén lửa giận, ngẩng đầu nhìn linh đường phía trước. Linh đường của La Thạch Xuyên đường sắp xếp ở sảnh chính, là nơi Lâm Tùy An và Tô Thành Tiên ký đơn ly hôn. Nhân vật chính lúc đó, La Thạch Xuyên nằm trong quan tài, Tô Thành Tiên nằm trong nhà xác của huyện nha. La Khấu sắc mặt tái nhợt như cô hồn, quỳ gối trước quan tài. Nàng thì đang đứng xếp hàng thật dài chờ thắp hương cho La Thạch Xuyên. Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã long trời lở đất, vẫn còn người mất. Người đến phúng điếu La Thạch Xuyên rất nhiều, có người là thương nhân trốn quê nhà, có người là bạn làm ăn trong thương đội của La gia, có người là thương hộ nhiều năm được La gia chiếu cố, còn lại phần lớn là những hộ dân chúng nhỏ từng được La Thạch Xuyên giúp đỡ. Dọc đường đi đều nghe tiếng khóc trầm thấp của bọn họ. Có thuê nhà xong, làm ăn không tốt nên nợ nần, La gia chủ miễn tiền thuê cửa hàng cho bọn họ. Có y quán gần bờ vực đóng cửa, được La gia chủ tài trợ khám bệnh cho người nghèo. La gia chủ phát bát cháo cho những người ăn xin trên đường. Có nhà nghèo được La gia chủ tài trợ cho con cái đi học. Mục Trung nghe mà cảm thấy tiếc hận, thở dài. Thường đội La thị nổi tiếng là bạn làm ăn rất thành thật đáng tin. Lần này thương đội Mục thị muốn tới nói chuyện hợp tác, không nghĩ lại thành ra thế này. Ta cũng từng được La gia chủ cứu khỏi đám sơn phỉ. Lâm Tùy An hơi ngừng lại, nhớ tới tiếng cười giòn vang của La gia chủ trong hương hoa quế, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Đội ngũ phúng viếng chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng cũng đến trước linh đường. Xếp hàng trước Lâm Tùy An là một đôi vợ chồng trẻ, tay cầm giỏ trúc, tay bế con nhỏ. Nam nhân khóc đến sưng hai mắt đỏ. La gia chủ, ta đến thăm người đây, còn mang theo bánh hấp nhà ta làm, ngài nhất định phải nếm thử. Nữ nhân lau nước mắt. Tay nghề của ta không giỏi, La gia chủ ngài đừng ghét bỏ. Nhóc con của bọn họ ước chừng 4-5 tuổi, chớp chớp với mắt đen nhánh hỏi. Cha, nương, không phải dẫn ta đến thăm La gia gia sao? La gia gia đâu rồi ạ? La gia gia nằm trong cái hộp lớn kia kìa, Lục Nhi, dập đầu đi con. Người đàn ông kéo đứa trẻ quỳ xuống đất dập đầu, còn mình thì vừa dập đầu vừa khóc. Tộc nhân La thị quỳ gối hai bên đồng loạt đáp lễ, mạnh mãn đặt bánh bao hấp trong giỏ trúc đặt lên bàn cúng, gật đầu cảm tạ. Đôi đồng tử của La Khấu tan rã giống như con rối gỗ máy móc dập đầu đáp lễ. Lục Nhi dập đầu xong ngẩng đầu nhìn quan tài nói, La gia gia, con dập đầu xong rồi, người tỉnh ngủ chưa thế? Phu tử dạy con thiên tự văn, con học thuộc rồi, con đọc cho La gia gia nghe nhé. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyện doanh trắc, thần túc liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng. Tiếng trẻ con thanh thúy vang vọng khắp linh đường, linh phàn giấy trắng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra những tiếng xào xạc. Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp theo đó là tiếng khóc nẻ nén, dân chúng nghe mà suýt xoa nước mắt rơi đầy mặt, tất cả không đành lòng nghe tiếp. La Khấu lặng lặng nhìn Lục Nhi, trong con người hư vô dần dần ngưng tụ nước mắt. Đột nhiên nàng phát ra tiếng khóc thê lương, xoay người hung hăng đâm đầu về phía quan tài La Thạch Xuyên. Mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Lâm Tùy An đột nhiên lao ra ôm lấy La Khấu, lực xông quá lớn khiến cả người nàng đập mạnh vào quan tài gỗ, đau đến mức nàng phải hít sâu một hơi. Khấu Nhi, là gia nương tử. Mạnh Mãn và Mục Trung đồng thời chạy tới. Sắc mặt Mạnh Mãn sợ tới mức sắc mặt xanh bệch, Mục Trung thì toát mồ hôi hột. Không, ta muốn đi cùng A gia. La Khấu nằm sấp trong ngực Lâm Tùy An gào khóc. Lâm Tùy An nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy guộc của nàng ta, trái tim cũng căng thẳng theo tiếng khóc. La Khấu chỉ mới 14 tuổi, nếu ở thời hiện đại thì hãy còn là một đứa trẻ chưa thành niên. Người mình yêu là một thằng cha nam, đã thế còn giết cha mình. Chuyện này quá mức tàn khốc đối với một cô bé như nàng rồi. Người còn mặt mũi để khóc nữa sao? Đột nhiên trong linh đường vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Mí mắt Lâm Tùy An giật giật, ánh mắt như bị điện bắn tới. Nhìn thấy một nam tử mắt nhỏ khoảng hơn 30 tuổi trong tộc nhân La Thị cười như không cười nói.
Còn không phải là ngươi dẫn sói vào nhà, hại chết A Gia của mình sao? Còn không biết xấu hổ mà ở đây giả vờ khóc lóc. Mạnh Mãn giận tím mặt. La Lục Lang, câm miệng. Sao? Ta nói sai chắc? La Lục Lang phủi phủi quần áo đứng dậy. Nếu không phải La Khấu cứ nhất định muốn cướp vị hôn phu của người khác, thì gia chủ sẽ chết sao? Đúng vậy, làm hỏng nhân duyên của người khác, ắt phải chịu báo ứng. Lại một tộc nhân La Thị khác cũng lên tiếng. Những lời này giống như một tín hiệu, càng ngày càng có nhiều tộc nhân La Thị nhào nhào hùa theo. Luôn miệng đòi gả cho lang quân của người ta, buộc bọn họ phải hủy hôn ước. Kết quả lại đổi ý không gả nữa. Đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, cũng là một điều vô cùng nhục nhã. Nếu là ta cũng không nhịn được. Chính mình không rõ ràng, còn lôi kéo A Gia nhà mình xuống nước, hại lang quân người ta tức giận giết A Gia, một mình hại chết hai người, còn ở đây giả vờ vô tội đòi khóc, đòi sống đòi chết, khóc cho ai xem đây? Đúng là không biết vô liêm sỉ. Các người đang nói cái gì vậy? Mạnh Mãn hét lớn. Cầm miệng lại. Ôi chào ơi, thấy chưa? Còn có một nam nhân hết lòng với nó nữa kìa. La Lục Lang cười chào phúng. La Khấu, ngươi thật cao tay. Mạnh Mãn bước đến kéo cổ áo La Lục Lang, vung quyền định đánh thì bị mấy tôi tớ bên cạnh La Lục Lang bắt lấy, hung hăng đè trên mặt đất. La Lục Lang chỉnh lại vạt áo, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Mãn. Chỉ là một nghĩa tử, ngay cả tư cách và gia phổ của La tộc còn chẳng có, còn dám ở đây hô to gọi nhỏ với ta, thật là không coi ai ra gì. La Thị tộc nhân thấp giọng cười trộm. La Khấu ngừng khóc, ngơ ngác nhìn mọi người trong tộc La Thị, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân không kiềm chế được mà run lên. Mọi người đều bị biến cố trước mắt làm cho sợ ngây người, đồng loạt lui ra ngoài linh đường, âm thầm trao đổi tin tức với nhau. Ánh mắt nhìn La Khấu càng thêm do dự. Lâm Tùy An híp mắt đào qua mặt đám người La Thị, bọn họ mặc tang phục, buộc dây tang, nhưng trên mặt nào có nửa phần bi thương. Ánh mắt còn lóe lên ánh sáng, khóe miệng cười đắc ý giống hệt như những con sói hoang nhìn thấy miếng thịt dê béo ngậy. Mục Trung lạnh lẽo cười, đúng là không có lợi thì không chịu dậy sớm ha. La Lục Lang nhìn xung quanh, vẻ mặt sáng lên như dáng chiều. Hôm nay là ngày đại tang của La gia chủ, người nhà La Thị muôn phần bi thương. Nguyên nhân gia chủ chết phức tạp, nhưng suy cho cùng đều là do nữ nhân bất hiếu La Khấu gây ra. La Thị ta tuyệt đối không dễ dàng để nữ tử này gánh vác trọng trách lớn của gia chủ. Hôm nay, xin mời mọi người làm chứng tái tuyển lại gia chủ La Thị. Móng tay Lâm Tùy An cắm chặt vào lòng bàn tay. Hay cho một đám tộc nhân La Thị, thì cốt La gia chủ còn chưa lạnh, bọn chúng đã nhây nanh múa vuốt chuẩn bị tuyệt hậu nhà người ta luôn rồi. Chương 9. Ta là người bình thường, đã hưu một gã cha nam. Về việc tái chọn gia chủ, chư vị có đề nghị gì không? La Lục Lang cao giọng hỏi. Lời hắn còn chưa dứt thì trong đám người trong tộc La Thị đã có người đáp. Lục Lang có thể làm gia chủ mới. Đúng vậy, đúng vậy. Lục Lang là con trai trưởng của huynh trưởng La Thạch Xuyên. Nếu không phải năm đó còn nhỏ thì Lục Lang mới là người nên kế thừa vị trí gia chủ. Hiện giờ tiếp nhận vị trí gia chủ coi như trở về đúng vị trí rồi. Đúng là thương đội Lục Lang dẫn đầu vốn có danh tiếng. Hắn rõ ràng là thiên tài trong việc kinh thương. Lục Lang đức tài đầy đủ, rất có phong cách gia chủ. Lục Lang nếu có thể kế vị gia chủ thì là phúc của La Thị ta. Ta chọn Lục Lang, tán thành, tán thành. Chỉ trong chốc lát, quần chúng trong linh đường đều trở nên kích động, giống như việc La Lục Lang thống lĩnh La Thị thăng tiến chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi. Chỉ là Lâm Tùy An thấy rằng đám người trong tộc ủng hộ La Lục Lang chiếm ước chừng 2/3, còn có 1/3 người trong tộc vẫn chưa có thái độ rõ ràng. Ăn nói hàm hồ. Mạnh Mãn chợt thoát khỏi sự áp chế của đám tôi tớ, đỏ mắt quát. Thường đội do La Lục Lang dẫn đầu 3 năm thua lỗ liên tục, còn làm giả sổ sách lừa gạt gia chủ. Gia chủ từ lâu đã có ý thu hồi thương đội dưới danh nghĩa hắn rồi. Nếu giao vị trí gia chủ vào tay hắn thì toàn bộ La Thị coi như xong. Lời vừa nói ra, 1/3 người trong tộc chưa tỏ thái độ lập tức thay đổi thần sắc. La Lục Lang, có đúng như Mạnh Mãn nói không? Người làm nghề coi trọng nhất là liêm chính, làm sổ sách giả là điều tối kỵ nhất của thương nhân. Nếu ngươi thật sự có làm sổ sách giả thì La Thị tuyệt đối không thể giao cho ngươi được. Hành động như thế chẳng khác nào muốn hủy căn cơ của La Thị ta. La Lục Lang liếc mắt nhìn Mạnh Mãn. Chuyện làm giả sổ sách rõ ràng là ngươi cố ý vu hãm cho ta. Mạnh Mãn sừng sốt. Cái gì? La Lục Lang lạnh giọng, quay người về phía đám người La Thị ôm quyền nói. Các vị đều là tông thân của La Thị, ta và chư vị huyết mạch tương liên,
sao có thể làm ra cái chuyện hại người trong tộc ta được. Mấy năm nay mọi người chắc hẳn cũng đã thấy rõ ràng là Thạch Xuyên tình nguyện bổ nhiệm người ngoài như Mạnh Mãn cũng không muốn giao việc làm ăn cho người trong tộc xử lý. Nếu như cứ thế về lâu về dài, chỉ e tài sản La Thị ta đều bị những người ngoài này trộm sạch mất thôi. Người ngậm máu phun người. Mạnh Mãn muốn xông lên thì lại bị đám tôi tớ đè trở lại, tóc tai tán loạn, hai mắt trợn ngược, thoạt nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Lão gia chủ chết ngoài ý muốn, từ lâu ta đã đoán được người này sẽ cắn ngược một miếng để cướp La Thị chúng ta, cho nên chuyển hết sổ sách thương đội dưới danh nghĩa ta đến chỗ Trường Huyện Úy rồi. La Lục Lang lại tiếp tục nói, sổ sách của ta có thật hay không thì để Trường Huyện Úy đến trả lại cho ta một cái công đạo. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của đám người kia lại thay đổi, thần sắc nhìn Mạnh Mãn lại có thêm vài phần oán giận. Xem ra, hắn là có chuẩn bị trước. Mục Trung thấp giọng nói, La Lục Lang này năm ngoái mất tức phụ tái hôn. Tức phụ mới là biểu muội họ hàng xa của Trương Nguyệt Quý. Lâm Tùy An nói, người trong tộc La Thị không biết sao? Mục Trung đáp, cô nghĩ sao? Tất nhiên là biết. Lâm Tùy An gần như có thể khẳng định rằng là vì biết đến tầng quan hệ này cho nên mới đề nghị La Lục Lang lên kế nhiệm gia chủ. Về phần sổ sách có phải là giả hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Người ủng hộ La Lục Lang hẳn là lúc trước đã có thương lượng xong, không tỏ thái độ, mà chỉ sợ cũng là cỏ đầu tường. Có gió của Trương Huyện Quý thổi qua thì đương nhiên sẽ ngã về phía La Lục Lang ngay. Thân thể La Khấu run rẩy, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng đảo qua từng người trong tộc La Thị, lắc đầu lẩm bẩm nói, vì sao? Vì sao? Lâm Tùy An nói, khóc cũng vô dụng, chết cũng vô dụng. La Khấu bất ngờ nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An lại không nhìn nàng ta, mà hướng ánh mắt về phía đám người trong tộc La Thị bên kia. Người còn chưa chết, bọn họ đã bày ra bộ mặt này. Nếu ngươi chết thì bọn họ có thể còn uống máu nuốt thịt ngươi, thuận tiện khiến ngươi và La gia chủ tàn xương nát thịt. Vừa rồi La Lục Lang đã nhắc nhở Lâm Tùy An, hắn vẫn luôn nhấn mạnh đức hạnh của La Khấu, không xứng để kế thừa vị trí gia chủ, lại không hề nói rằng La Khấu là nữ tử nên không có tư cách. Nói cách khác, ở thế giới này, nữ tử cũng có quyền thừa kế. Lâm Tùy An nhớ tới những thứ mình nhìn thấy ở chợ đông, quả thực có không ít chủ tiệm là nữ. Lung bước vào quán rượu Hồ Cơ, ông chủ quán rượu cũng không làm ầm ĩ vì nàng là nữ tử. Hiển nhiên, địa vị nữ nhân đây này cao hơn nhiều so với vương triều phong kiến mà nàng từng biết. Rất tốt. Tình hình tốt hơn nàng mong đợi nhiều. Quê hương ta có câu tục ngữ thế này, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là ngoan độc, hoặc là cút. Người muốn chọn cái nào? Lâm Tùy An biết biểu cảm bây giờ của mình lạnh nhạt đến mức đáng sợ. Nhưng nàng càng biết, nếu lúc này không thể thức tỉnh em gái La này, thì chỉ sợ là cô bé không thể đứng dậy nổi. Nước mắt La Khấu nhỏ xuống theo lông mi, nàng hung hăng cắn môi, vở môi dưới răng nanh, mờ hồ dỉ máu. Ta... Trường Huyện Úy đến, Chu Huyện Úy đến. Vừa hay lúc này ở cửa truyền đến tiếng hô. Chu Đạt Thường mang theo mấy gã bất lương Lý Ni Lý đi xung quanh một quan viên áo xanh, vội vàng đi vào linh đường. Dân chúng và người trong tộc La Thị vội vàng ra chào đón. Bái kiến Trường Huyện Úy, Chu Huyện Úy. Chu Đạt Thường có hơi không rõ tình hình trước mắt, đưa mắt ra hiệu muốn hỏi Mục Trung. Mục Trung nhíu mày lắc đầu, ý bảo hắn đừng nên nói lung tung. Tuổi tác của Trương Nguyện Úy và Chu Đạt Thường tương đương nhau, vẻ mặt có hơi kiêu căng, thắp hương hành lễ xong mới không nhanh không chậm vào chủ đề chính. Hắn móc ra một quyển sổ nói, Trường Mộ đã tỉ mỉ xem qua, sổ sách La Lục Lang đưa tới rất rõ ràng. Tất cả các danh sách đều có chứng cứ để điều tra, không phải là sổ sách giả. Bên trong linh đường mọi người đồng loạt ồ lên. Mạnh Mãn, người thân là con nuôi họ ngoại, tâm cơ đúng là khó lường. Dám hãm hại con cháu dòng chính là thị ta, rốt cuộc là có ý gì? La Lục Lang tức giận quát to. Đám người trong tộc La Thị cũng hùa theo. Cái này còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là ngấp nghé gia sản của La Thị ta rồi. Lão già chủ lúc còn tại thế trọng dụng hắn như thế, chỉ sợ là cũng bị hắn che mắt rồi. Ai cái loại người này ấy mà lại có thể làm quản sự trong tương đội, La Thị ta gặp nguy mất thôi. Đuổi tên này ra ngoài đi, đuổi ra ngoài đi, đuổi ra ngoài đi. Trong tiếng quát giận dữ, Mạnh Mãn bị bốn người hầu đè lên sàn nhà, mặt giận đến nứt ra, khóe miệng chảy máu. Chu Đạt Thường không đành lòng, Mục Trung nhìn qua Lâm Tùy An thì thấy vẻ mặt Lâm Tùy An lạnh lùng, nàng cũng không nhúc nhích, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Tuy rằng thời gian hắn quen biết Lâm Tùy An rất ngắn, nhưng lúc trước, lông gặp nạn ở quán rượu Hồ Cơ, nàng đã dốc sức cứu giúp,
Vừa rồi tiểu nương tử La Gia muốn đập đầu vào quan tài tự sát, cũng là nàng xông vào cứu. Mục Trung cho rằng Lâm Tùy An tuyệt đối không phải là người khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng thần sắc lúc này của nàng... Mục Trung nhìn thấy La Khấu túm lấy ống tay áo Lâm Tùy An. Lâm Tùy An vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt nói, đây là chuyện của gia đình La Thị, người ngoài không tiện nhúng tay vào. La Khấu nước mắt cuồn cuộn, cứu, cứu huynh trưởng. Lâm Tùy An lắc đầu, ta không thể cứu hắn được. Bốn người hầu kéo Mạnh Mãn ra ngoài, hai tay Mạnh Mãn chạm xuống sàn nhà, móng tay bị nứt ra, vẽ ra 10 vết máu. Ta không đi, ta là con của La gia chủ, ta là con của La Thị, không ai có thể đuổi ta ra ngoài khỏi La Thị được. Dân chúng đứng bay xem đều không đành lòng nhìn lại. Người trong tộc La Thị đứng im lặng nhìn theo như vậy. La Lục Lang và Trương Nguyệt Quý liếc nhau, trong mắt đều lộ ra ý cười. La Khấu khóc đến mức toàn thân run rẩy. Lâm Tỷ Tỷ, cầu xin ngươi. Lâm Tỷ An dứt khoát nhắm mắt lại. Mục Trung nhìn không nổi nữa, đang muốn ra tay thì nghe một tiếng thét chói tai. La Khấu chạy ra ngoài nhào vào người Mạnh Mãn, khóc lóc thê lương nói, huynh trưởng không phải là người như vậy. Các người vu khống huynh trưởng, cướp đoạt vị trí gia chủ. A gia ta ở dưới suối biết được, sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. La Khấu người cấu kết với người ngoài làm hại La Thị, cùng nhau đuổi ra ngoài hết cho ta. La Lục Lang thét lên chói tai. Lại có bốn gã tôi tớ cường tráng muốn xông lên, kéo La Khấu ra ngoài. Mục Trung kinh hãi bước thật nhanh ra. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy trước mắt có một cơn gió thổi qua, một bóng dáng xẹt qua trước mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc đã thấy một bóng đen lóe lên, tám gã tôi tớ bay ra ngoài mấy trượng. Đám người La Thị kinh hãi hét lên chói tai. Mục Trung sợ hãi hít sâu một hơi. Nhìn Lâm Tùy An thu thế đứng trước người La Khấu, dáng người cao ngất, ánh mắt sắc bén. Nàng thậm chí còn không rút đao, chỉ dùng vỏ đao đã có thể đánh bay tám tên tôi tớ kia. Ý cười trên mặt La Lục Lang và Trương Nguyện Quý còn chưa kịp tản đi, lại bị nỗi sợ hãi chiếm cứ hai mắt. Hai khuôn mặt hiện lên trạng thái kỳ lạ, nửa mừng nửa sợ, thoạt nhìn thực sự có hơi buồn cười. Chu Đạt Thường che miệng, trong mắt đảo tròn, không biết vì sao lại cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Chỉ thấy Lâm Tùy An vừa rồi vẻ mặt còn lạnh lùng, sờ sờ đầu La Khấu khẽ mỉm cười. Mày dài mắt phượng, ngũ quan sắc bén, lúc không cười không nói thì lạnh như băng, giống như đứng cách người ngoài ngàn dặm, nhưng lúc này cười lên thì lại dịu dàng mềm mại. Hả? Mục Trung dội mắt, hoài nghi mình còn chưa đến 50 tuổi mà đã hoa mắt rồi sao? Nếu không sao lại nhìn ra khí chất ngọc thụ lâm phong trên người của tiểu nữ tử này được chứ? Ấy khoan đã, nãy giờ nàng ta không chịu ra tay, chẳng lẽ là đang chờ tiểu nương tử La Gia tự mình đứng ra hay sao? Người là người nào? Trương Nguyện Quý giận dữ quát lên. Người qua đường, Lâm Tùy An đáp. La Lục Lang bước đến bên cạnh Trương Nguyện Quý lẩm bẩm vài câu bên tai hắn. Biểu cảm Trương Nguyện Quý lập tức trở nên quái dị. Người chính là nương tử Lâm Gia lúc trước đã bị La tiểu nương tử cướp trong sao? Dân chúng vây xem xôn xao. Lâm Tùy An đáp. No, sai rồi. Ta cũng giống như tiểu nương tử La Gia, là một người bình thường đã hư một thằng cha nam thôi. Trường huyện úy ngớ ra. Cha gì cơ? Cha nam, là thể loại nam nhân chê nghèo yêu giàu, chơi xong thì bỏ, thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, chỉ dựa vào thân phận và mặt mũi để lừa gạt tình cảm và tiền tài của nữ tử. Loại nam nhân này chẳng lẽ không phải là cặn bã trong đám rác rưởi hay sao? À không đúng, thứ như hắn phải gọi là cặn bã trong đám phân chó, gọi tắt là cha nam đó. Có người trong đám dân chúng suýt xoa, Trương Nguyện Quý nóng nảy. Ê, không được nói vậy, vị kia không phải là người bình thường. Cứt chó nằm trong túi vàng thì không phải là cứt chó sao? Lâm Tùy An hỏi ngược lại. Trương Nguyện Quý ít nhiều cũng coi như là người đọc sách, đương nhiên không ngờ tới Lâm Tùy An lại thô tục đến vậy, cho nên lập tức bị nàng làm cho gân cổ đỏ mặt. Dân chúng vây xem lại rất vui vẻ hóng hớt, cảm thấy tiểu nữ tử này nói chuyện rất hợp khẩu vị, thô tháo của bọn họ, không khỏi cười rộ lên. Tiểu nương tử, rốt cuộc là tên cha nam nào thế? Nói ra để chúng ta cũng mở mang tầm mắt đi. Đúng vậy, đúng vậy. Với tính cách của Lâm Tùy An thì nàng sẽ chiêu cáo thiên hạ cái đức hạnh của tên Tô Thành Tiên ra để cho tất cả mọi người nhìn xem cái gọi là sĩ gia cao tộc đều là cái thứ hàng gì. Nhưng nàng nhìn qua thấy Mục Trung lắc đầu, Chu Đạt Thường cũng điên cuồng xua tay. Vậy cho nên vẫn phải nuốt mấy lời đó trở về. Mục Trung và Chu Đạt Thường cũng coi như đã từng giúp đỡ nàng, không nên gây phiền toái cho bọn họ thì hơn. À, chỉ là một tên cặn bã, tên tuổi không quan trọng. Quan trọng là Lâm Tùy An nhìn đám người trong gia tộc La Thị,
Đám người này vì dục vọng cá nhân mà coi tên cặn bã đó như trâu như ngọc, nịnh nọt không ngớt. Rõ ràng tên cặn bã đó mới là hung thủ, thế nhưng lại trăm phương ngàn kế bao che đứng về phía hắn, còn hất nước bẩn lên người nạn nhân. Xấu xa tởm lợn đến như thế cũng thật sự khiến cho người ta thán phục. Thô bỉ, thô lỗ, La Lục Làng hét lớn. Đuổi nữ nhân này ra ngoài cho ta. Không có tôi tớ nào dám tiến lên. Bọn họ vừa rồi đã tận mắt chứng kiến thân thủ của Lâm Tùy An rồi. Tiểu nữ tử này xuống tay rất độc ác. Mấy huynh đệ ngất xỉu kia đến bây giờ còn chưa tỉnh lại được. La Lục Làng nắm lấy Trương Nguyện Úy. Trương Nguyện Úy liếc mắt nhìn Chu Đạt Thường. Chu Đạt Thường gượng cười, lắc đầu thấp giọng nói. Tiểu nương tử này không biết lai lịch như thế nào. Thủ hạ của ta căn bản không phải đối thủ của nàng đâu. Chỉ bằng chúng ta lại đến phủ nha điều thêm vài người tới đi. Chỉ là một tiểu nương tử mà thôi. Ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại bẩn mặt mũi huyện nha đây này. Trương Nguyện Úy hung hăng trừng mắt nhìn Chu Đạt Thường, lại quay người trấn an La Lục Lam. Sau đó nhìn Lâm Tùy An. Đây là chuyện gia đình La Thị. Lâm nương tử lấy thân phận gì để nhúng tay vào? Lâm Tùy An đáp. Trương Nguyện Úy cũng đâu phải người của La Gia đâu. Trương Nguyện Úy gằn giọng. Trương Mỗ là quan phụ mẫu huyện Nam Phổ. Đương nhiên phải vì làm chủ cho dân. Lâm Tùy An gật đầu lui ra sau nửa bước. La Khấu là con gái duy nhất của La Gia chủ, không tính là người ngoài. La Lục Lang lạnh giọng nói. Ta vừa mới tới. La Khấu hại chết gia chủ, ta không xứng làm người trong tộc La Thị. Là La Khấu giết La Gia chủ sao? Tiếng Lâm Tùy An đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm. La Lục Làng giật mình, không biết vì sao chỉ vị Lâm nương tử này nhìn thoáng qua thôi mà miệng đã không khống chế được, run rẩy. Tùy là không phải, nhưng nếu không phải La Khấu thoái hôn thì làm sao có thể chọc giận hung đồ giết gia chủ được. La Khấu dẫn sói vào nhà, khó thoát khỏi trách nhiệm. Ý của ngươi là bởi vì trước đó La Khấu từng muốn thành hôn với hung đồ cho nên là hung thủ gián tiếp sao? Đúng là như thế. Lâm Tùy An lạnh lẽo cười chỉ vào mặt La Lục Lang quát lớn. Vậy ngươi cũng là hung thủ hại chết La gia chủ đó. Chân La Lục Lang mềm nhũn. Cái gì? Lâm Tùy An giơ cao thiên tịnh, vỏ đao lần lượt chỉ vào từng người trong tộc La Thị. Còn có ngươi, 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 ngươi. Tất cả các ngươi đều là kẻ giết ngươi. Ăn nói hàm hồ, ngậm máu phun ngươi. À thôn nữ này điên rồi. Lâm Tùy An cười khẩy. Ta nhớ rõ ràng, ngày ký thư hủy hôn, các ngươi luôn miệng nói việc kết thông gia giữa La Thị và hung đồ kia là chuyện tốt, không ngừng tâng bốc hung đồ kia, hận không thể làm thân nữ nhi mà gả vào làm thiếp. Nếu theo cái lý của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không phải cũng dẫn sói vào nhà? Không phải các ngươi cũng không thể thoát khỏi chuyện này sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải là hung thủ gián tiếp sao? Giọng nói sắc bén như lưỡi dao lạnh thấu xương, cắt qua tấm vải che mặt của đám người La Thị, có người thẹn quá hóa giận, có người xấu hổ che mặt. La Lục Làng gần như muốn xông lên xé miệng Lâm Tùy An. Chúng ta là bị hung đồ lừa gạt, chúng ta cũng là nạn nhân mà. La Khấu cũng bị hung đồ lừa gạt, La Khấu cũng là nạn nhân. Ánh mắt Lâm Tùy An đỏ lên, phụ thân nàng vừa mới chết, quan tài còn chưa nhập thổ đã bị những thân nhân có cùng dòng máu trong tộc các ngươi đổ tội danh hại chết phụ thân lên đầu, đuổi cùng giết tận. Lưới trời lồng lộng, linh quả báo ứng, linh vị La gia chủ còn ở trên. Các ngươi tự hỏi xem mình có xứng đáng với lương tâm. Một lời nói chấn động cả linh đường, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh. Dân chúng bày xem yên lặng lau nước mắt. Còn có không ít người trợn mắt khinh thường nhìn đám người La Thị. Đám người La Thị, người thì mặt đỏ tai hồng, người thì sắc mặt trắng bệch, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ để nhét đầu vào nữa mà thôi. Miệng lưỡi La Lục Làng khô khốc, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Trương Huyện Úy, ánh mắt sáng quắc của Lâm Tùy An đảo qua. Ngài luôn miệng nói mình là quan phụ mẫu huyện Nam Phổ, phải làm chủ cho dân. Dám hỏi La Khấu có phải là dân chúng huyện Nam Phổ hay không? Ánh mắt của dân chúng thoáng cái bắn về phía Trương Nguyện Úy. Da mặt Trương Nguyện Úy đỏ bừng, gian nan nói. Đúng. Ngài có nên làm chủ cho nàng không? Đương nhiên. Lâm Tùy An vén áo quỳ xuống cất giọng nói. Xin Trương Nguyện Úy làm chủ cho dân, đừng để người vô tội bị hàm oan. La Khấu quỳ bịch một tiếng xuống mặt đất. Mục Trung là người thứ hai quỳ xuống. Chu Đạt Thường và Bất Lương Nhân cũng theo sát phía sau. Ngay sau đó, dân chúng trong ngoài linh đường cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hét lớn. Xin Trương Huyện Úy làm chủ cho dân chúng, chớ để cho người vô tội bị oan. Tiếng nói của mọi người chấn động khiến cho cả linh đường rung động.
Gió thu thổi qua, linh phan lay động, xào xạc rì rào như quỷ ảnh, dường như đang phụ họa cho tiếng lòng của dân chúng nơi đây. Môi Trương huyện úy tái xanh, từ kẽ răng bắt ra mấy chữ: "Bổn huyện úy đương nhiên sẽ làm chủ cho La tiểu nương tử." La Lục Lang nóng nảy: "Thế nhưng còn có Mạnh Mãn." "Người câm miệng lại cho ta." Trương huyện úy hung hăng trừng mắt nhìn La Lục Lang rồi phất tay áo rời đi. Dân chúng đồng loạt hô. Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát giác đầu mình đã đổ đầy mồ hôi. La Khấu và Mạnh Mãn ôm nhau khóc lóc. Chu Đạt Thường mặt mày hớn hở liên tục nói: "Ấy cha, làm quan lâu như vậy, hôm nay là ngày sảng khoái nhất." Ngay cả mấy gã bất lương Lý Ni Lý cũng rất vui vẻ. Mục Trung ngồi xổm bên cạnh Lâm Tùy An giơ ngón cái lên: "Chiều lấy đạo lý của người đến trị lại người của người thật là lợi hại." Mục Công chưa nói đùa nữa: "Chỉ là kế hoãn binh thôi." Lâm Tùy An lau mồ hôi, nhìn La Khấu và Mạnh Mãn hơi ngừng lại: "Lời Mục Công nói lúc trước có còn tính không?" Ánh mắt Mục Trung lóe lên: "Người muốn ta giúp người làm gì?"